Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người bộ điều khiển khóa cửa RFID 125kHz. Bộ khóa cửa có thiết kế chuyên nghiệp và chất lượng, ứng dụng hệ thống an ninh cho gia đình, văn phòng, cơ quan. Một số thông số kỹ thuật, nguồn điện làm việc là 12VDC 150mA, hỗ trợ bảo mật lên đến 500 thẻ cá nhân, bàn phím nhập xuất, lợi thể sử dụng là RFID 125kHz. Chúng ta cùng xem qua sản phẩm. Mặt sau có các đầu ra để kết nối với nguồn, đầu ra relay để lắp khóa điện, chuông, vân vân. Một trong những tính năng mình đánh giá rất cao ở sản phẩm này, khi sản phẩm đang thực hiện chạy, nếu như có bất cứ một tác động muốn cạch phá, chúng ta hãy cùng xem, chuông sẽ kêu lên liên tục. Tính năng rất tốt giúp ngăn chặn những người cố tình sử dụng cũng như phá hoại. Mình sẽ cắm nguồn và hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Để bước vào chế độ cài đặt cho thiết bị, ta thực hiện. Đèn xanh nháy chứng tỏ đã đăng nhập thành công. Để thay đổi mật khẩu này, chúng ta có thể thực hiện. Ở đây mình sẽ lấy mật khẩu là 147258. Đèn xanh thông báo, chứng tỏ chúng ta đã thay đổi mật khẩu thành công. Lưu ý, đây là mật khẩu để bước vào chế độ cài đặt. Chúng ta có thể thêm bớt người dùng. Để thêm người dùng, ta thực hiện. Đầu tiên, chúng ta sẽ đăng nhập lại với mật khẩu mới. Để thêm người dùng, ta thực hiện. Chúng ta sẽ thử quét thẻ. Với thẻ chưa được học lệnh, cửa sẽ không mở. Để có thể xóa thẻ sau khi đã thêm, ta thực hiện. Đăng nhập vào chế độ cài đặt. Bấm 3, 0, kết thẻ muốn xóa. Hình thăng, tạo điện thoại. Giờ mình sẽ quét thẻ những thẻ vừa học. Thẻ đã được xóa thành công. Tương tự như vậy. Vậy trong trường hợp nếu chúng ta mất thẻ thì làm sao có thể xóa được người dùng? Khi đó chúng ta sẽ thực hiện thêm người dùng theo cách thứ hai như sau. Chúng ta sẽ bấm phím 2, quét thẻ và kèm theo mã ID gồm 4 chữ số. Mình sẽ nhập mã là 1111. Thăng, quét thẻ tiếp theo với mã riêng. Giờ mình sẽ thử mở khóa. Thẻ vẫn có thể mở khóa thành công. Và với thẻ chưa được quét, khóa sẽ không mở. Vậy khi chúng ta đã mất hai cái thẻ này, làm sao để có thể xóa được hai thẻ? Chúng ta cần phải nhớ lấy 4 số trong ID vừa nhập và thực hiện thao tác xóa thẻ bằng ID 4 chữ số như sau. Thực hiện bấm 3-1, sau đó nhập ID thẻ đã mất. ID vừa rồi là 4 số 1. Bấm thăng, nhập tiếp ID của những thẻ tiếp theo muốn xóa. ID tiếp theo là 1234. Như vậy mình không cần quét thẻ mà vẫn có thể xóa được. Chúng ta sẽ thử. Thẻ đã bị xóa và không thể mở cửa. Tương tự như vậy, để có thể xóa toàn bộ người dùng,
đầu tiên mình sẽ thêm người dùng lại. Nhận quét. Để có thể xóa toàn bộ người dùng vừa thêm, ta sẽ thực hiện. Ba, hai, bấm 4 số 9. Đèn tắt chứng tỏ toàn bộ đã được xóa. Thẻ đã xóa thành công. Để có thể mở cửa bằng mật khẩu mà không cần quét thẻ, ta cũng thể thực hiện. Sau đó nhập mật khẩu gồm 6 chữ số. Ở đây mình sẽ chọn mật khẩu là 147258. Nhập lại mật khẩu. Đã thay đổi. Mật khẩu thành công. Chúng ta sẽ xem không cần thẻ, chỉ cần nhập mật khẩu là cửa cũng có thể mở. Tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người cách để reset lại toàn bộ hệ thống đã được cài đặt. Chúng ta hãy để ý ở vị trí GP4 đây. Để reset, trước tiên chúng ta sẽ ngăn nguồn, chuyển ở vị trí chân số 23 sang chân số 12. Sau đó chúng ta sẽ nối nguồn vào. Đèn xanh đã sáng. Chờ khi hai led xanh và đỏ cùng nháy, sau đó chúng ta sẽ ngắt điện. Chuyển GP4 từ chân 12 về lại chân 23. Kết nối nguồn lại và chúng ta đã reset thành công. Chúng ta sẽ thử với mật khẩu chúng ta đã vừa cài đặt. Đó, để có thể bước vào chế độ cài đặt, chúng ta sẽ phải trở lại mật khẩu 123456 của nhà sản xuất. Trên đây mình sẽ giới thiệu cách hoạt động của sản phẩm. Mọi thắc mắc các bạn hãy để lại ở phần comment nhé. Đừng quên chia sẻ sản phẩm đến nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.